Đây là chương trình Chuyển hóa thân tâm. Tôi là Bảo Ngọc, cùng với nha sĩ Đức Hạnh, xin gửi lời chào trân trọng đến quý khán thính giả đang cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay trên đài Sài Gòn Network. Và xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện đặc biệt ngày hôm nay của Ni Sư Thích Nữ Minh Liên, là giáo thọ sư của Viên Thông Tự. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi đã được dịp giới thiệu đến quý vị bài kinh Hạnh Phúc, đoạn số 5. Chúng tôi đang nói chuyện về chủ đề bố thí. Và chủ đề bố thí là một đề tài rất được nhiều người quan tâm. Nó rất là sâu rộng cũng như là rất là gần gũi với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong những show ghi hình trước, chúng tôi đã được giới thiệu với quý vị bố thí có hai loại. Đó là bố thí tế độ và bố thí cúng dường, cũng như là bố thí với một cái tình thương của cho, không có bằng cái cách cho. Thì liên tục với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mở rộng đề tài về bố thí thêm một chút nữa, và chúng ta sẽ đi qua những phần tiếp theo của bài kinh Hạnh Phúc này. Kính bạch ni sư, cũng nói về cái hạnh bố thí, con xin hỏi sư, sư giúp giùm cho chúng con là con có thể bố thí, câu hỏi của con là con có thể bố thí cho tất cả mọi người, hay là con nên bắt đầu bố thí từ đâu, bố thí cho những ai đầu tiên thưa sư? Để mà mình bắt đầu thực tập cái hạnh bố thí đó, là đầu tiên là mình giúp cho quyến thuộc thân bằng của mình. Đó, thành ra trong ngay trong bài kinh Hạnh Phúc này thì Đức Phật dạy cũng là một trong những cái điều mà hạnh phúc đó, đó là được giúp quyến thuộc thân bằng. Đó. Và rồi giúp có nghĩa là mình phải đem cái sức của mình phải đem thời gian của mình, và mình đem luôn cả trí tuệ, đem cả tiền bạc của mình để mà giúp đỡ. Thì khởi đầu của sự bố thí mà mình dễ giúp nhất đó là giúp quyến thuộc thân bằng. Đó là bước khởi đầu. Dạ thưa sư, có những người dĩ nhiên là quyến thuộc mình làm lúc nào mình cũng muốn giúp. Nhưng mà có những người ta nghĩ là mình giúp trong gia đình không hết, còn đi giúp người ngoài, tiện của ở đâu, thời giờ ở đâu mà đi ra giúp người ngoài. Có những khi còn bị nói là ăn cơm nhà đi bát ngà voi. Ăn cơm nhà bát tu ba hàng tổng. Thành ra nếu mình nghĩ như vậy thì ngày xưa con đã không được giúp. Mình nghĩ như vậy thì chắc những người tị nạn như mình chắc không có tới xứ sở này. Đúng không ạ? Dạ đúng. Tại vì cái sư nói hồi nãy Bảo Ngọc hỏi là bắt đầu từ đâu, thì sư có thưa là trong bài kinh thì bắt đầu từ thân bằng quyến thuộc đó. Nhưng khởi đầu là không phải là chấm dứt, không phải là khởi đầu là lấy thân bằng quyến thuộc của mình là cái đối tượng để mình giúp đỡ, hy sinh vân vân, mà là rộng ra bước khởi đầu là phải có. Để mình có thói quen, mình tập một cái thói quen nhỏ là móc cái gì của mình ra dâng tặng cho người. Đó. Rồi thì bước tới bước 2 đó là mình phải giúp thêm những cái hoạt động của mình phải rộng ra khỏi phạm vi gia đình để đến phạm vi của xã hội. Đó là giúp người nghèo, giúp các em học yếu được giỏi lên, là giúp các em nghèo hiếu học nhưng mà không có tiền. Thì mình cấp học bổng, giúp cho những người cụ già neo đơn, đã là tuổi già gần đất xa trời, sức yếu mà đã bị cô đơn. Đó. Thì tất cả những cái đó là mình giúp, là họ sẽ được có những cái là họ bớt cái khốn khổ trong cuộc đời này. Đó. Nhưng mà nếu mà chỉ dừng lại ở cái mức độ của gia đình thôi, thì mình cũng sẽ nhận được cái phước rất là nhỏ. Bạn chỉ bước khởi đầu của những con số là số 0. Yeah. Phải không? Yeah. Từ số 0 cái mình bước lên số 1. Yeah. Nếu chỉ đứng ở số 1 thì không có gì để nói cả, là bởi vì chỉ có như vậy thôi. Yeah. Nhưng mà cuộc đời nó có nhiều con số. Và nếu mà mình giàu có là mình mong tới con số trên 6 số không à? Yeah. Phải không? Tại trên 6 số là triệu rồi. Yeah. Đó. Và từ cái chỗ đó mà mình cứ phải là mở rộng lòng ra với mọi người. Đó. Và khi mà mình mở rộng lòng ra thì nếu như xứ Mỹ này mà không mở rộng lòng ra, họ chỉ là giúp bà con quyến thuộc của họ thôi, rồi giúp đồng bào của họ thôi, thì dân tị nạn đã không có mặt ở đây. Bởi vì họ đều là những người không quen biết không à. Đó.
và mình đã là người không quen biết, không có cùng màu da, không cùng chủng tộc, không cùng văn hóa, mà họ vẫn mở rộng vòng tay để cho mình đến để tị nạn chính trị. Thế thì phải nói là những cái sự mà giúp đỡ đó là cái phước của mình có thì mới nhận được. Vì mình đã từng gieo, bây giờ mình được nhận lại. Chứ đi biết bao nhiêu người đã phải bỏ mạng ở trên biển để không nhận họ, họ đã chuẩn bị nhận mình đó mà mình cũng không có phước để đi đến được. Đó. Thành ra là khởi đầu tập một cái thói quen cho, bởi vì mình có tình thương đối với con cái, đối với gia đình, rồi đến quyến thuộc, thì đó là cái tình thương là tự nhiên. Bây giờ đến cái tình thương mà nó phải mở rộng ra hơn, thì đó là cái tình thương mà mình bố thí, cái mức độ nó rộng dần, rộng dần, rộng dần. Thì đó là cái mức độ mà Phật dạy là bố thí là nó không có ngần mé. Và mình cần biết một điều phải nói là quan trọng và không được quên, đó là bố thí này trên thực tế là cho chính mình đó. Bởi vì mình cho ra vũ trụ, cho ra con người cái gì, mình sẽ nhận lại đúng cái đó. Mình đá trái banh vào tường, mình sẽ phải nhận lại đúng cái đó. Thì nó có cái định luật bảo toàn năng lượng. Thì nó cũng chính là cái định luật bảo toàn nghiệp lực. Cái gì mà mình đã từng làm riết thành quen. Và khi nó đã quen rồi là nó tự nhiên là nó có sự chi phối. Và khi nó có sự chi phối đó là nó trở lại chính mình. Thành ra một điều đấy, bạn càng bố thí nhiều bao nhiêu, xin đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi giỏi, tôi làm nhiều điều thiện, chẳng qua tôi chỉ tích trữ cái account phước đức của tôi hơi nhiều chút thôi. Là cho mình đang đầu tư một cách có trí tuệ, dù là ích kỷ đó. Bố thí là một dạng đầu tư đó, có trí tuệ cho chính mình. Dạ kính bạch sư, theo con được biết, con người mình tới cái cõi đời này là trắng tay, và ra đi thì cũng không có mang theo được gì, chỉ còn lại là cái phước và cái nghiệp đi theo với mình thôi. Nên con xin sư có thể giải thích hoặc là chỉ cho chúng con thêm những cái cách để mà tụi con có thể thực tập trong đời sống hàng ngày. Tụi con muốn làm cho cái công việc bố thí nó trở thành một cái thói quen, và nó là một cái thói quen thường xuyên để mà gieo trồng những cái căn lành, không những cho cái phước đức của tụi con trong đời này mà cho những cái đời sau nữa, thưa sư. Nếu mà gọi là tập thành một thói quen đó, tập thành thói quen thì chỉ là có một cái bí quyết nào không á, thì sư không có bí quyết. Tại vì thói quen là cái gì đó nó cứ từ từ, nhưng mà nó sẽ, khi mà nó nỗ lực rồi, nó sẽ đủ sức chi phối mình. Đó, cũng như vậy, hôm nay mình, nhưng mà cái thói quen nó là, nó gọi là nước chảy đá mòn vậy. Giọt nước mà nó tích tụ nhiều á, thì lâu ngày nó cũng đầy bình. Thì mình sẽ làm theo cái phương pháp là không cần làm nhiều, nếu gọi là bí quyết đó, không cần làm nhiều một lần, nhưng mà mình phải làm một cách thường xuyên, không gián đoạn đó. Chẳng hạn như là mình không thể nào ngày nào mình cũng đi ra mình bố thí được đó, mà thì mình có thể có thời gian, những chỗ nào cần volunteer thì mình làm đó. Công quả là cũng là một dạng bố thí đó. Còn bây giờ mình không có thời gian đó, thậm chí thời gian là nó đuổi mình sát nút luôn, thành ra mình không có thời gian đi làm công quả, mình cũng không có thời gian đi làm volunteer. Như vậy thì mình sẽ bố thí bằng cách nào đó? Thì như vậy thì bạn cần phải có cái việc là ít nhất mình bận tới cỡ nào thì một ngày bạn cũng dành cho bạn 3 phút thôi. 3 phút để mà bạn đến trước bàn thờ, hoặc bạn ngồi trong phòng cũng được. Bạn ngồi, bạn hít thở tĩnh tâm 3 phút là ít nhất, 5 phút thì là tạm được đó. Còn 3 phút là gọi là bạn không còn thời gian nữa, không có gì thời gian ấy. Bạn về tới nơi là bạn phải ăn rồi ngủ liền để có sức đi làm. Thì bạn cũng dành 3 phút trước khi ngủ để tĩnh tâm lại. Rồi trước cái 3 phút đó đó, bạn cũng phải là để vào một cái hộp, gọi là con cái hộp hộp để con heo. Mình hay là con heo đất á. Mình không có con heo đất thì mình để một cái hộp. Nơi đó mình để một cái hộp là mỗi một ngày tôi sẽ bỏ vào đây 2 đồng. Đó. Và mình không có tiền lẻ chứ gì. Đó, mỗi một ngày để 2 đồng thì nhất định chết hay là bệnh hay này kia tôi cũng phải nhờ
con, nhờ chồng, nhờ cha mẹ đến cái hộp đó bỏ vô cho con 2 đồng. Rồi, nếu ngày 5 đồng, cỡ nào cũng phải bỏ vô đó 5 đồng. Đó, thì mình làm một cách thường xuyên liên tục để làm chi? Một tháng hay khui ra, một tháng khui ra thì mình được 60 đồng. Đó. Và cái sự này nó kêu bằng là nuôi dưỡng một cái hành vi liên tục thì sẽ thành thói quen. Thì nếu mình không có tiền lẻ 2 đồng, mình có thể cắt tờ giấy ra, mình cho giá trị nó một số 2. Mỗi một ngày cầm 2 đồng, 2 cái tờ 2 này bỏ vô là mình biết 2 đồng. Khi mà mình mở cái thùng ra mình biết là đếm được 60 cái số 2, đẹp 60 lần, 60 đồng đi. Thì mình sẽ lấy cái tiền mặt 60 đồng đó để mà mình giúp cho trẻ em nghèo, hoặc giúp cho người già neo đơn, hay bất cứ cái gì mà mình phải nghĩ về, miễn là mình phải gửi nó đi. Đó. Thì cái cách thực tập này á, nó tạo cho mình một thói quen là đã nghĩ đến điều gì tốt thì phải làm cho đến cùng. Thì khi mà mình làm như vậy á, quen đi rồi, mình sẽ tạo được thành thói quen là mình bố thí thường xuyên. Tuy nhiên cái thói quen này nó lại rất dễ gián đoạn. Nó dễ gián đoạn đến mức á, mình nói cắt giấy chi mất công, thôi bỏ luôn lần 50 đồng hay 60 đồng lần. Rồi tháng sau quên, để mai mốt mình bỏ 120 lần. Rồi 20 đồng một lần. Rồi lỡ như quên 3 tháng cái mình bỏ 180 đồng một lần. Rồi một ngày đó đó mình sẽ quên luôn. Thành ra cái thói quen là cái cần phải duy trì và phát triển nó một cách kiên trì và thường xuyên. Thì bạn sẽ tập cái hạnh là bố thí, gọi là không còn thời gian để bố thí đó, để đi ít nhất bạn cũng còn thời gian bỏ 2 đồng vô trong cái hộp tiết kiệm của bạn, với cái là 2 đồng này là để giúp người nghèo trong khả năng của con. Thì bạn sẽ gieo được cái, tạo được một thói quen là tập cho tư tưởng của mình bố thí và tập cho cái hành động của mình bố thí. Cái bí kíp đó thiệt là hay. Nó luyện tập cho mình cả cái sự kiên nhẫn nữa. Đúng rồi. Kính thưa quý vị, chương trình xin phải tạm dừng tại đây. Xin mời quý vị quay trở lại với chúng tôi sau một vài thông tin thương mại.